Phương Anh Đào liệu có xoán ngôi ngọc nữ của Ninh Dương Lan Ngọc khi phim Mai đạt doanh thu 500 tỷ? Đến ngày 22 tháng 2, Mai đã cán mốc 415 tỷ đồng. Với sự bùng nổ phòng vé, Mai giúp dàn diễn viên tỏa sáng. Trong đó, cái tên Phương Anh Đào, vai Mai đang trở nên hot hơn bao giờ hết. Ở Mai, Phương Anh Đào có diễn xuất nổi bật nhất, có phần lần lướt so với bạn diễn Tuấn Trần, vai Dương. Mai được xem là trọng điểm của kịch bản. So với Mai, Dương hoàn toàn lép vế về tình tiết, thân phận, quá khứ phức tạp và diễn biến tâm lý. Được kịch bản chăm chút, bồi đắp, Mai thuộc tuyết phụ nữ đầy thân phận, cuộc sống thăng trầm, chịu nhiều bi kịch chồng chất. Vào vai Mai, Phương Anh Đào diễn đầy cảm xúc. Nữ diễn viên biết tiết chế, tính toán chia cảm xúc cho các phân cảnh, từ quá khứ đến hiện tại và quãng thời gian vào Đà Lạt sinh sống. Ở nhiều phân cảnh, Phương Anh Đào diễn xuất thần, ví như cảnh cô trở về sau bữa tiệc gặp mặt với gia đình Dương ở lần đầu tiên. Ở đó, cô nhận ra bà Đào, khách hàng quen ở quán massage, lại là mẹ của bạn trai. Cảnh Mai vừa soi gương vừa lau nước mắt, lau phấn son trang điểm ngụy tạo cho mình trong bữa tiệc được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Phương Anh Đào thể hiện được kỹ năng diễn với những cảm xúc khi dồn nén, bùng nổ. Sẽ là không ngoa khi cho rằng Phương Anh Đào là điểm sáng lớn nhất về diễn xuất trong phim Mai. Phương Anh Đào có hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm, cô xuất hiện trong những tác phẩm ăn khách như Chàng Vợ Của Em của đạo diễn Charlie Nguyễn từ năm 2018. Cùng với Thái Hòa, Phương Anh Đào đã giúp Chàng Vợ Của Em đoạt doanh thu 86 tỷ đồng, xếp trong top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Phương Anh Đào đóng phim chăm chỉ với nhiều dự án như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Sát Nhân Vô Diện, Em Gái Mưa, Chiếm Đoạt. Bên cạnh đóng phim, Phương Anh Đào còn tham gia đóng nhiều MV ca nhạc, trong đó tiêu biểu cô tham gia diễn xuất trong loạt MV của rapper Đen như bài này Chiêu Phết, Lối Nhỏ, Diễn Viên Tồi. Năm 2022, Phương Anh Đào trở thành nữ chính trong tác phẩm Cho Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ở Cho Tàn Rực Rỡ, Phương Anh Đào cũng là điểm sáng về diễn xuất. Phim càn quét khắp các lễ trao giải nhà nghề năm 2023. Tuy nhiên, Cho Tàn Rực Rỡ được xếp vào thể loại phim tác giả, phim nghệ thuật kén khán giả. Phim có doanh thu thấp, vai diễn của Phương Anh Đào không trở thành cú bứt phá lớn trong nghề. Phải đến Mai, với sự bùng nổ về phòng vé theo hiệu ứng Trấn Thành, Phương Anh Đào mới trở thành cái tên đang khuynh đảo trên khắp các diễn đàn phim ảnh. Tên tuổi của nữ diễn viên được tìm kiếm diện rộng. So với Phương Anh Đào, Ninh Dương Lan Ngọc có bước khởi đầu với điện ảnh thuận lợi hơn nhiều. Ninh Dương Lan Ngọc vụt sáng ngay từ tác phẩm đầu tiên là Cánh Đồng Bất Tận. Cô lập tức được săn đón, được kỳ vọng là ngọc nữ mới của điện ảnh sau Tăng Thanh Hà, Đỗ Hải Yến. Ninh Dương Lan Ngọc được mời tham gia loạt phim ăn khách như Cua Lại Vợ Bầu diễn cùng Trấn Thành hay series Gái Già Làm Chiêu. Tuy nhiên, sa đà với việc chơi game show, tác phẩm điện ảnh của Lan Ngọc ít về số lượng và không có sự đa dạng, bứt phá về diễn xuất. Chính Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận ra điều này khi dành nửa năm 2023 tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Dễ Sóng. Khi mải mê tập luyện vũ đạo, ca hát, Lan Ngọc đã nhận ra công việc chính của cô là diễn viên và với công việc này cô lại chưa có sự đầu tư, tâm huyết. Trong hơn 10 năm kể từ Cánh Đồng Bất Tận, vai nương vẫn là dấu ấn lớn nhất của Lan Ngọc trong nghề diễn. Lan Ngọc quyết định tạm dừng hoạt động showbiz, đầu tư chuyến học ngắn hạn về diễn xuất tại Australia vào đầu năm 2024. Đây được xem là quyết định sáng suốt của Lan Ngọc. Nhất là trong thời điểm khi Lan Ngọc mải mê chơi game show, thị trường phim Việt đã có những cái tên vụt sáng về diễn xuất như Phương Anh Đào, Cai Tí Nguyễn. Được biết, để hóa thân thành nhân vật Mai, Phương Anh Đào đã dành thời gian đi học massage, học khiêu vũ cùng Tuấn Trần và còn liên tục luyện tập những kỹ năng này xuyên suốt quá trình quay phim. Khi được hỏi về bạn diễn làm việc với mình nhiều nhất trong bộ phim Tuấn Trần, vai Dương, Phương Anh Đào chia sẻ, Tuấn là một người bạn mà anh Đào cảm thấy có rất nhiều sự chân thành và cố gắng. Anh không nói nhiều, nhưng bằng hành động anh luôn âm thầm quan tâm, hỗ trợ cho anh Đào rất nhiều trong công việc. Tuấn là một người rất dễ thương. Nói về đạo diễn Trấn Thành, Phương Anh Đào khẳng định anh là người luôn yêu chiều mọi người và truyền tải những kỹ năng, kinh nghiệm để làm sao hoàn thành cảnh quay ở mức độ đặc sắc nhất. Phương Anh Đào cũng hé lộ, người cô nói chuyện nhiều trên phim trường còn có diễn viên Uyển Ân, vai Bình Minh. Ở góc nhìn của Mai, các nhân vật trong bộ phim như ông Hoàng, những người hàng xóm đều mang nhiều định kiến về nghề nghiệp, cô gái massage cũng như con người cô, khiến cho Mai vốn đã tổn thương nay càng bị tổn thương nặng nề hơn. Anh Đào cảm thấy rất may mắn khi mình đi làm trong một ekip mà mọi người rất có tâm với công việc. Dàn vũ trụ hàng xóm và các cô chú, anh chị khác đều dễ thương, luôn động viên, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Chính điều đó khiến mình cảm thấy rất thoải mái. Nếu được bước ra khỏi những bi kịch trong kịch bản thì Mai bày tỏ mong muốn mình có được sự trọn vẹn hơn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Tất cả những điều đã trải qua trong cuộc đời khiến Mai cảm thấy mạnh mẽ hơn, biết yêu quý bản thân mình hơn, bỏ qua những mặc cảm tự ti để tìm lại niềm tin sống. Đến cuối cùng, Mai cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Khép lại cuộc đối thoại đặc biệt với chính mình, Phương Anh Đào bày tỏ, phim Mai là một trong số rất ít phim mà mình cảm thấy không cần phải vay mượn cảm xúc cá nhân, mà mình chọn quan sát, tưởng tượng, đem vào đó sự chân thành, thì một cách nào đó mình sẽ lột tả được nhân vật. Với dự án này, Phương Anh Đào học hỏi được góc nhìn đa chiều, sự đa dạng trong cách mình tiếp cận diễn xuất, học cách làm việc với mọi người khi ra hiện trường. Câu chuyện của Mai khiến anh Đào trăn trở rất nhiều, hy vọng mọi người khi xem phim cũng có thể kết nối được với thế giới của Mai. Phương Anh Đào tên thật là Đào Phương Anh, sinh năm 1992, quê Bạc Liêu, trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng cô được gia đình ủng hộ để lên thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 2014, anh Đào bước vào sự nghiệp diễn xuất qua vai diễn An Sa trong bộ phim sitcom Kim Chi Cà Pháo nhưng không gây được dấu ấn. Cho tới năm 2018, Phương Anh Đào gây ấn tượng khi vào vai Nhật Hạ trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè ghi hình tại Nhật Bản. Vai diễn này giúp cô đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Sự nghiệp diễn xuất của Phương Anh Đào cũng khá rực rỡ với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh: Em gái mưa, Chàng vợ của em, Hôn Papa ra con gái, Sài Gòn trong cơn mưa, Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân. Đặc biệt, cô cũng đóng vai Nhàn, một người vợ cam chịu, người chồng đốt nhà hết lần này đến lần khác trong phim Cho tàn rực rỡ của Bùi Thạc Chuyên. Trước Mai, anh Đào cũng đóng vai chính trong bộ phim Chiếm đoạt cùng Miu Lê, Lạnh Thanh và Karik. Phương Anh Đào cũng tích cực tham gia mảng phim truyền hình, một số game show. Đặc biệt, cô còn góp giọng và xuất hiện trong MV của Đen, tạo nên những bản hit trăm triệu lượt nghe như bài này Chiêu Phết, Lối nhỏ. Đa số khán giả đều nhận xét Phương Anh Đào có ngoại hình xinh đẹp, không kém cạnh khi đứng cùng các nàng hoa Á hậu. Cách diễn lôi cuốn, nhập tâm, mang lại nhiều cảm xúc. Không quá để nói rằng Phương Anh Đào cũng đang là ngọc nữ ở màn ảnh Việt. Với tài năng và sự thể hiện xuất sắc trong phim Mai, anh Đào được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước, được khán giả biết đến và yêu mến rộng rãi hơn.